A Nhi, điểm tâm mà tỷ làm cho Đệ ăn có ngon không? Ngon, ngon lắm. Vậy nhớ là phải để dành một ít cho Lâm Trí tỷ tỷ đó. Ngoan lắm. Trân Châu, sư huynh tới rồi. An Nhi à, nào, theo tỷ tỷ ra ngoài nào. Trân Châu, những ngày qua mùi sống có tốt không? Hiện tại đã tìm thấy An Nhi rồi. Hòn đá lớn treo trong lòng muội cũng đã rơi bớt một phần. Không thể trước một bước tìm thấy An Nhi, ta luôn thấy hổ thẹn với muội. An Nhi ca, huynh không cần tự trách như vậy. Thật ra Đông Lan, chàng chưa từng muốn gây bất lợi với An Nhi. Chàng đối đãi An Nhi rất tốt. Đông Lan, là muội vẫn luôn chưa kịp nói với huynh. Quá ra trước đó đều là muội đã hiểu lầm Đông Lan. Kẻ thù giết Thẩm gia ta vốn không phải là chàng, mà là Dương Quốc Trung. An Nhị ca, muội rất cảm kích huynh vẫn luôn ở bên cạnh muội giúp muội. Nhưng mà hiện tại nó đã làm rõ chân tướng rồi. Hiểu lầm giữa muội và Đông Lan cũng đã không còn. Đã không còn gì có thể ngăn cản muội ở bên chàng nữa. Bây giờ muội chỉ muốn ở bên cạnh chàng, cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình. An Nhị ca, nhờ huynh chuyển lời tới An đại nhân giùm muội, sau này muội sẽ không làm bất cứ giao dịch nào với người nữa. Không có gì có thể ngăn cản hai người ở bên nhau. Chỉ còn ta, muội có từng nghĩ tới cảm nhận của ta? Ta cứ tưởng rằng chỉ cần cứ âm thầm ở bên cạnh muội thì sẽ có một ngày muội phát hiện ra cái tốt của ta, chấp nhận ta. Nhưng kết quả thì sao? Muội hết lần này tới lần khác đẩy ta xuống nước sâu vạn trượng. Liệu có quá tàn nhẫn với ta không? Có lẽ tất cả những chuyện này đều do số trời định sẵn. Số trời định sẵn, nhưng ta chúng không tin số mệnh. Lý Thục đã biết được chuyện muội năm lần bảy lượt muốn hại hắn, hắn sẽ không còn đối tốt với muội. Hai người không thể nào trở lại như lúc xưa. Trân Châu à, không có đâu. Hôm nay bất kể thế nào ta cũng phải đưa muội đi. Ta sẽ báo thù giùm muội, giết chết Dương Quốc Trung giùm muội. An Nhị ca, huynh thả muội ra. An Nhị ca, huynh thả muội ra. Sư huynh làm gì vậy? Buông tay. Sư huynh, huynh điên rồi. Sư huynh, sư huynh, Trân Châu có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Huynh cần gì phải làm vậy chứ? Trân Châu, số cuộc ta có chỗ nào không bằng được Lý Thục? Huynh không có chỗ nào không bằng chàng. Vậy thì tại sao? An Nhị ca, tình yêu không phải là một cuộc tỷ thí, không phải nói ai thắng ai thua thì có thể quyết định được. Cho dù chàng có chỗ không bằng huynh thì muội vẫn sẽ yêu chàng. Cho dù ban đầu khi muội xem chàng như kẻ thù của mình, thật ra trong lòng muội cũng chưa từng từ bỏ chàng. An Nhị ca,
Muội xin lỗi. Nương nương, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại ở đây? Điện hạ phái thuộc hạ luôn theo sát bên cạnh nương nương để bảo vệ an toàn cho nương nương. Trải qua chuyện này, đồng làng tất nhiên sẽ không còn tin tưởng ta nữa. Phái người luôn theo sát ta cũng là lẽ thường tình. Đều trách bản thân ta không điều tra rõ sự thật, thì đã xem chàng như kẻ thù, tổn thương trái tim chàng. Nương nương hiểu lầm ý của điện hạ rồi. Điện hạ là lo lắng Dương Quốc Trung tưởng rằng mình đã có được Kỳ Lân lệnh sẽ lập hại người thêm, cho nên điện hạ mới phái thuộc hạ luôn theo sát bên cạnh nương nương, bảo vệ an toàn cho nương nương. Tiểu thư, người đã về rồi. Quê nhà Ngô Hưng phái người đưa thư tới. Người đưa thư nói là tổ mộ Thẩm gia cần phải di dời. Tiểu thư là trưởng nữ Thẩm gia, cần tiểu thư về nhà để chủ trì. Ngày về mộ sắp đến rồi, ta nhất định phải sớm nói với điện hạ lập tức khởi hành về Ngô Hưng gấp. Nhưng gần đây điện hạ đều không có ở trong phủ, nếu phải đi gấp e rằng không đợi được điện hạ quay về rồi. Nhưng nếu ta cứ đi như vậy, với tình hình hiện tại, điện hạ nhất định sẽ nảy sinh không ít hiểu lầm. Vậy đi tố từ, em đi mời Trương tổng quản qua đây trước. Dạ. Tiểu thư. Nương nương, ta có vài chuyện cần phải lập tức trở về Ngô Hưng gấp, nhưng ta không biết điện hạ khi nào mới quay về, e là không đợi kịp rồi, nên phải phiền Trương tổng quản chuyển qua cho điện hạ giùm ta. Nương nương yên tâm, thần nhất định đích thân giao cho điện hạ. Nương nương lên đường bình an. Đa tạ. Tiểu nô cáo lui. Tổng quản. Ờ, Dương Phi. Dạ. Tiền trang của Dương Phủ hình như xảy ra vấn đề gì rồi. Vừa mới phái người tới gọi người qua đó đó. Xảy ra chuyện rồi hả? Ờ, lát nữa tiểu nô xem qua đó. Bên đó mới là chuyện gấp. Trương tổng quản đừng làm lỡ mất chứ. Sao không đi ngay bây giờ đi? Ừ, thần. Cái này thần. Trong tay ngươi đang cầm cái gì đó? À, thưa Dương Phi, đây là lá thư của Mạch Thẩm Nhu Nhân nhà tiểu nô chuyển giao cho điện hạ. Vậy ngươi cứ đem lá thư này giao cho bổn phi. Đợi điện hạ quay về, bổn phi sẽ giúp ngươi đem lá thư này giao cho điện hạ. Cái này vậy sao hả? Không lẽ ngươi lo bổn phi xem lá thư này như bảo bối sẽ trộm nó đi sao? Tiểu nô không dám. Là phiền Dương Phi. Tiểu nô cáo lui. Ngươi đi nhanh đi, đừng làm lỡ chính sự. Dạ.
Tiểu thư. Tối từ em tới phủ Mộ Dung một chuyến, trước An Nhi trước về đây. Để thu dọn hành lý xong thì chúng ta lập tức đi Ngô Hưng. Dạ. Thẩm Trân Châu, nàng muốn đi thật sao? Đông Lan, không phải đâu. Uổng cho ta tràn đầy tự tin, tưởng rằng chúng ta đã quá giải hiểu lầm, còn có thể trở về lúc xưa. Giờ nàng lại nói đi là đi. Thẩm Trân Châu, nàng đúng là nhẫn tâm mà. Hóa ra tất cả điều này chỉ là ta tự đa tình. Mọi thứ giữa ta và nàng đều chỉ là đang đóng kịch sao? Đông Lan, chẳng nghe thiếp nói. Nghe nàng nói cái gì? Nói nàng xin lỗi. Nói nàng chưa từng nghĩ cùng ta trải qua đời này à? Được. Nếu nàng đã không muốn ở lại, vậy ta toại nguyện cho nàng. Giờ ta sẽ viết một lá thư ly thân. Chỉ cần nàng ký nó, từ nay chúng ta không ai nỡ ai. Đông Lan. Đông Lan. Thiếp không muốn thư ly thân gì hết. Thiếp muốn mãi mãi ở bên cạnh chàng. Bây giờ nàng nói những lời này, bổn dương làm sao để tin nàng? Không lẽ bổn dương để một nữ nhân chà đạp chân tình của bổn dương cứ luôn ở bên cạnh mình sao? Đông Lan, thiếp phải làm sao chàng mới chịu tin tưởng thiếp? Ngọc bụi, ngọc bụi của thiếp. Trân Châu. Thẩm Trân Châu, nàng đứng lại. Trân Châu, nàng làm gì vậy? Nàng không muốn sống sao? Thiếp phải tìm được nó. Thiếp nhất định phải tìm được nó. Thiếp phải để chàng biết là những lời trước đó thiếp nói đều không phải giả dối. Đông Lan, chàng buông tay ra. Nàng quay lại. Thứ nàng cần tìm là cái này sao? Sao có thể chứ? Hôm đó rõ ràng là... Nàng rõ ràng đã dứt nó đi rồi. Hôm đó ta thấy nàng trông rất kỳ lạ, bèn từ xa mà đi theo sau nàng. Nếu hôm đó nàng đã nhẫn tâm dứt nó đi, tại sao hôm nay lại mạo hiểm đi tìm nó về? Hôm đó tiếp nhận lầm chàng là kẻ thù, nên mới dứt nó đi để lập lời thề. Đều là do thiếp hồ đồ, nên giờ thiếp muốn tìm nó về đây chỉ là để chàng biết được thiếp yêu chàng. Cho dù là trước kia hay hiện tại, thiếp đều là thật lòng. Đông Lan, thiếp không muốn rời xa chàng nữa. Thiếp mãi mãi cũng không muốn rời xa chàng nữa. Thẩm Trân Châu, nàng phải nhớ lấy những lời nàng nói hôm nay. Đông Lan, thiếp sẽ không rời xa chàng đâu. Lúc nãy thiếp thu dọn hành lý là muốn về Ngô Hưng mấy hôm, liên quan tới việc Thẩm gia di dời tổ mộ. Ta biết mà. Chàng biết sao? Vậy mà còn... Trước đây đã xảy ra nhiều chuyện, tuy đã rõ ràng, nhưng ta vẫn biết chuyện này để lại một nút thắt ở trong lòng nàng. Trong lòng nàng ấy nấy, cẩn thận từng chút với ta. Những điều này ta đều nhìn thấy được. Ta có thể mở miệng nói ta không trách nàng, nhưng ta cũng biết là nút thắt này trong thâm tâm nàng không dễ xóa mờ. Chỉ bằng tìm một lối thoát khe hở để chúng ta có thể thản nhiên mà đối diện nhau lại từ đầu. Trân Châu, ta vẫn luôn muốn nghe nàng nói một câu nàng yêu ta, mãi mãi sẽ không rời xa ta. Nhưng không ngờ nàng lại cố chấp tới như vậy. Tâm tư của Đông Lan đúng là bí hiểm. Xem ra thiếp sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Đông Lan nữa. Nàng còn muốn chạy à? Đương nhiên là không rồi. Chàng tưởng thiếp ngốc sao?
tự nhiên có Dương phủ không ở, chạy chạy ra ngoài lưu lạc, sống cuộc sống bơ vơ không nương tựa. Được lắm Thẩm Trân Châu, thì ra nàng là tham những ngày tháng thoải mái ở Dương phủ mới ở lại à? Thì tất nhiên rồi.